Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Lấy danh tiếng của hắn ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông một câu nói. Lập tức khiến đệ tử Cửu Thiên Vân Lôi Tông giống như đưa tiễn ôn thần. Tất cả xuất lực mở ra trận pháp. Theo trận pháp vận chuyển. Theo bóng dáng Bạch Tiểu Thuần ở trong ánh sáng của trận pháp kia biến mất, đệ tử Cửu Thiên Vân Lôi Tông ở xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Truyền tống trận của Nguyên Đầu Tông môn có thể kéo dài qua toàn bộ thông thiên hải, nối liền bốn Nguyên Đầu Tông môn lớn lại cùng một chỗ. Lúc này theo trận pháp mở ra, khi bóng dáng Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện lần nữa, không ngờ đã từ bắc mạch đến đông mạch trở lại. Tinh Không Đạo Cực Tông, truyền tống trận của Tinh Không Đạo Cực Tông xây dựng ở trên thải hồng màu lam lúc này trận pháp đột nhiên chấn động ánh sáng chợt phủ xuống khiến cho các đệ tử tinh không đạo cực tông mỗi người đều tâm thần chấn động đồng thời nhìn lại bọn họ thấy được một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở bên trong truyền tống trận hứa bảo tài đã ở bên trong đoàn người dựa theo tu vi của hắn vốn cũng cần tham chiến nhưng bởi vì một lần trọng thương hắn trở về nghỉ ngơi dưỡng sức dựa theo quân lệnh chính hắn cũng biết sợ là qua một khoảng thời gian nữa sẽ có một số người kể cả mình đều phải một lần nữa trở lại trên chiến trường nhưng hắn đã mệt mỏi hết sức mấy năm qua hắn ở trên chiến trường thấy được quá nhiều người chết sợ hãi trong lòng đã tiêu tan thay vào đó còn lại là sự mệt mỏi vô cùng mà thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng Trước đây nếu không phải là đối phương thấy mình là người của nghịch Hà Tông thu hồi một ít lực đạo, sợ là hắn đã chết ở trên chiến trường. Cho dù đối phương thu hồi lực đạo, nhưng vẫn có thể khiến cho hứa bảo tài bị thương nặng, tu vi tan vỡ, rơi xuống đến trúc cơ. Thậm chí cho dù lúc này đã khôi phục một ít nhưng hứa bảo tài hiểu rõ cả đời này, ở trên phương diện tu vi mình sẽ không có cách nào có tiến thêm. Nghĩ tới đây, trong lòng hứa bảo tài lộ vẻ sâu thảm hắn không biết trận chiến tranh này sẽ phải duy trì liên tục tới khi nào. Chiến tranh kịch liệt, trong mấy năm ngắn ngủi, bất luận là man hoang hay đại lục thông thiên đều tử thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cũng ý thức được có thể mình không còn có cơ hội trở về đông mạch nữa. Có thể thời điểm tiếp theo, sau khi đi ra chiến trường, nơi đó, chính là chỗ mình chôn xương. Lúc này truyền tống trận sáng lên cũng khiến cho hắn chú ý nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt lại nhưng không đợi mọi người thấy rõ bóng dáng của người vừa hiện ra một thần thức cường hãn khiến trời cao giống như ép xuống liền trực tiếp từ trên truyền tống trận bạo phát ra giống như cơn lốc quét ngang về phía tinh không đạo cực tông nơi nào nó đi qua tất cả phạm vi trong toàn bộ tinh không đạo cực tông đều ở trong một chớp mắt hoàn toàn không có chút lực ẩn nấp nào tất cả đều bị thần thức này bao phủ thần thức cường hãn này lập tức khiến cho tâm thần mọi người run rẩy hứa bảo tài cũng hít một hơi lạnh ở trên chiến trường hắn đã gặp được lại thần thức tương tự theo hắn thấy là bán thần lão tổ vượt qua thiên nhân mới có khả năng hình thành gió bão như vậy bán thần trở về sao không đợi hứa bảo tài kịp phản ứng đột nhiên bên tai của hắn chuyển đến âm thanh quen thuộc hứa bảo tài a à, hứa bảo tài sửng sốt thời điểm trong đầu còn đang trống rỗng, hư không bên cạnh hắn đột nhiên vặn vẹo. Bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần một bước đi ra. Khi hắn đứng ở trước mặt hứa bảo tài, hứa bảo tài ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp phản ứng. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần nhăn mày lại, tay phải giơ lên vung ra. Một lực lượng ôn hòa nhất thời dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hứa bảo tài. Những tiếng rắc rắc vang vọng, rốt cuộc trực tiếp hồi phục tất cả thương thế của hứa bảo tài cảm nhận ấm áp cùng tu vi chấn động trong cơ thể, cảm nhận những thương thế khiến cho hắn tuyệt vọng. Lại có thể trong chớp mắt hoàn toàn biến mất, thậm chí tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, muốn một lần nữa trở lại kết đan. Tất cả những điều này khiến cho thần sắc của hứa bảo tài hoảng hốt la lên thất thanh. Bạch Tiểu Thuần, Thiếu Tổ, đối với mọi người của nghịch Hà Tông mà nói tin tức cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần là hắn cùng với Đỗ Lăng Phỉ ở lại Bắc Mạch. Từ đó về sau hoàn toàn không có tin tức của Bạch Tiểu Thuần nữa. Cho đến khi chiến tranh bạo phát giữa Man Hoang cùng Thông Thiên nhiều lần xảy ra chiến sự. Hai bên thương vong vô cùng nghiêm trọng. Điều đó khiến cho mọi người của nghịch Hà Tông đã không tinh lực đi suy nghĩ tìm hiểu chuyện khác. Mỗi ngày điều bọn họ phải suy nghĩ chính là chiến đấu. Hứa bảo tài cũng như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng, hắn vẫn sẽ nghĩ tới vị thiếu tổ kinh diễm tuyệt luân kia, nghĩ đến hai người đã từng. Ở trong nhà bếp, còn có một chút mâu thuẫn hình như mình còn hạ chiến thư đối với bạch tiểu thuần số phận là điều thật sự không có cách nào cân nhắc được điều này làm cho mỗi lần hứa bảo tài nhớ lại quá khứ đều cảm giác rất bùi ngùi nhất là sau khi hắn trọng thương cảm giác bùi ngùi như vậy lại càng nhiều nhưng tất cả cảm giác bùi ngùi so ra đều không bằng sự chấn động trong lòng hắn lúc này một mặt là thương thế trong chớp mắt đã khôi phục một mặt còn lại là Bạch Tiểu Thuần đã mất tích, lại có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nhất là thời khắc này Bạch Tiểu Thuần trên người hắn tràn ngập sóng dao động tu vi, khiến cho tâm thần hứa bảo tài chấn động mãnh liệt. Trong trí nhớ của hắn, dao động này còn mãnh liệt hơn so với trước đây khi, khi Bạch Tiểu Thuần thành thiên nhân trở về. Hắn nhận không ra tu vi của Bạch Tiểu Thuần hôm nay là gì? Hắn chỉ biết là cũng là cảm giác thâm thúy nà, hắn chỉ thấy qua trên người bán thần ở trên chiến trường thiếu tổ, ngài, hứa bảo tài lắp ba lắp bắp hỏi, trong đầu trống rỗng. Mấy năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người của nghịch Hà Tông đâu? Người đâu, bọn họ thế nào rồi? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Lúc này hắn cũng không có thời gian ôn chuyện, lập tức mở miệng hỏi. Nhìn trong mắt Bạch Tiểu Thuần đang từ từ hiện lên tơ máu, hứa bảo tài hít vào một hơi. Cố gắng chấn tĩnh tâm thần. Hắn cũng hiểu rõ hiện tại không phải là thời điểm hàn huyên. Hắn nhanh chóng đứng dậy, vội vàng mở miệng. "Thiếu tổ, Man Hoang cùng Thông Thiên khai chiến, đối với tìm hiểu tin tức tình báo, hứa bảo tài luôn luôn vượt qua người bình thường. Nhất là trận chiến tranh này, bản thân hắn còn tự mình tham dự vào. Cho nên đối với toàn bộ thế cục của cuộc chiến tranh, hắn hiểu rất rõ." Từ trong miệng của hắn, hơn phân nửa những chuyện phát sinh về cuộc chiến tranh này, trong thời gian Bạch Tiểu Thuần ở thế giới pháp bảo mấy năm qua đều được tất cả nói ra bạch tiểu thuần nghe một hồi tâm tình càng thêm dao động hắn biết sau khi mình tiến vào thế giới pháp bảo không lâu thiên tôn hạ lệnh bốn đại nguyên đầu tông môn của thông thiên cùng với tất cả tông môn dưới trướng mở ra chiến tranh về phía man hoang hắn còn biết trận chiến tranh này vô cùng thảm khốc man hoang từ từ bị yếu thế chiến trường không ngừng thu nhỏ lại hiện tại đã có bốn năm phần khu vực đã hoàn toàn mất đi đồng thời thiên tôn cũng tăng cường trấn áp đối với man hoang điều động gần như 78 phần 10 tu sĩ trong toàn bộ tất cả tông môn của Đại lục Thông Thiên phải tham gia vào cuộc chiến tranh này. Có thể nói trước đó chưa từng có, có một không hai. Hắn còn biết ngay nửa năm trước trận chiến tranh này. Đã vượt qua mức độ gay cấn, dường như sự kiên trì của thiên tôn có hạn. Đã không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Thiên tôn đã không tiếp trả giá lớn cho dù lấy mạng người lấp vào cũng vẫn hạ lệnh tổng tiến công quyết chiến ở dưới mệnh lệnh này bốn đại nguyên đầu tông môn từ bốn phương hướng cùng lúc công kích tới cùng man hoang từ chiến đến cùng ở trong vòng nửa năm này giữa hai bên đã tử thương vô số thi hài phơi đầu khắp nơi ở trong miệng hứa bảo tài thời khắc này mặt đất man hoang đã sắp trở thành màu máu hôm nay vong hồn trong trời đất đã nhiều đến mức không cách nào hình dung dường như luân hồi đã sụp đổ vong hồn không có cách nào tiến vào minh hà chỉ có thể chạy ở trên chiến trường tùy ý có thể thấy được đồng thời thiên nhân chết đã không còn là chuyện hiếm thấy nữa mà từ thời điểm cuộc chiến tranh phát sinh đến nay bốn đại nguyên đầu tông môn đã có chín vị cường giả thiên nhân bỏ mình phía bên man hoang có mười đại thiên công thì cũng có sáu vị hình thần câu diệt càng không cần phải nói tới tu sĩ nguyên anh cùng với thiên hầu của man hoang cái chết của bọn họ thậm chí ở trên chiến trường này cũng không gây ra bất kỳ sóng gió gì đã bị dòng nước lũ chiến tranh dòng cuồn cuộn cuốn qua tứ đại thiên vương của man hoang lão tổ của bốn nguyên đầu tông môn thông thiên đã không biết bị chém giết bao nhiêu lần hai bên đều có thương thế một lần nghiêm trọng nhất thậm chí thiếu chút nữa xuất hiện chuyện bán thần ngã xuống có thể tưởng tượng được nếu cuộc chiến tranh này còn liên tục duy trì sớm hay muộn sẽ có bán thần ngã xuống hơn nữa không có khả năng chỉ là một người sợ là sau trận chiến này bất luận là man hoang hay thông thiên đều sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng hứa bảo tài cay đắng mở miệng nhanh chóng nói ra tất cả những gì mình biết được chúng ta không muốn đánh thật sự không muốn không chỉ là chúng ta ta nghe được rất nhiều tông môn khác thậm chí là đệ tử của nguyên đầu tông môn đều không muốn tiếp tục nhưng tất cả đều không có tác dụng quyền lợi đình chiến nằm ở trong tay của thiên tôn lão nhân ra người ta muốn chiến chúng ta chỉ có thể nghe theo nghịch hà tông cũng có không cách nào tránh được phải theo tinh không đạo cực tông cùng nhau tham chiến đã mấy năm đối thủ của tinh không đạo cực tông chính là quân đoàn cự quỷ dưới trướng cự quỷ vương trong tứ đại thiên vương của man hoang bạch tiểu thuần nghe đến đó trong lòng chấn động chuyện hắn không muốn đối mặt nhất trung quy vẫn phát sinh giữa cự quỷ vương cùng nghịch hà tông hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ bên nào bị thương tổn cái này giống như huyết khê tông cùng linh khê tông trước đây cũng may hồng trần nữ thống lĩnh quân đoàn cự quỷ không biết vì duyên cớ gì đối với nghịch Hà Tông đã nhiều lần nương tay. Nếu không, sợ là hiện tại nghịch Hà Tông, 10 phần không còn lại nổi 3 phần. Cũng bởi vậy, đã khiến cho nghịch Hà Tông bị không ít người của tinh không đạo cực Tông nghi vấn. Cho nên, mấy thiên nhân lão tổ của tinh không đạo cực Tông lại có thể hạ lệnh để nghịch Hà Tông ta làm tiên phong. Nói đến đây, ủy khuất cùng sự điên cuồng trong lòng hứa bảo tài cũng không nhịn được bạo phát ra. Thiếu tổ, ba ngày trước chúng ta vừa nhận được tình báo đại quân thuộc tinh không đạo cực tông đang cùng quân đoàn cự quỷ ở bên ngoài cự quỷ thành tiến hành trận quyết chiến cuối cùng chúng ta nên làm cái gì bây giờ nghe hứa bảo tài hò hét trong lòng bạch tiểu thuần thầm run rẩy cảm thấy sự cay đắng vô tận người ngoài không biết vì sao hồng trần nữ nương tay đối với nghịch hà tông nhưng bạch tiểu thuần lại hiểu rõ nguyên nhân trong lòng hắn cảm động Đồng thời, đối với cách làm của Tinh Không Đạo Cực Tông lại có thể để Nghịch Hà Tông đi làm tiên phong, cũng khiến hắn dâng lên phẫn nộ vô tận. Nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại mình nhất định phải tỉnh táo lại. Nghịch Hà Tông là nhà của ta, không thể để cho Nghịch Hà Tông bị thương tổn. Cự Quỷ Vương cùng ta có tình cảm cũ, còn có tử mạch, ta cũng không thể để cho bọn họ bị thương tổn. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ hai mắt bạch tiểu thuần đỏ ửng, trong ngực kịch liệt phập phồng tiếng hứa bảo tài hò hét vang vọng bên tai của hắn dũng mãnh tiến vào tâm thần hóa thành sóng to gió lớn bên trong tâm thần của hắn ở trong ý thức của bạch tiểu thuần tuy rằng biết cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên sớm hay muộn vẫn sẽ phát sinh nhưng hôm nay cuộc chiến tranh này tới đột nhiên khiến cho hắn trở tay không kịp quan trọng nhất là hắn bị nhốt ở trong thế giới pháp bảo đã làm chậm trễ mấy năm mấu chốt nhất hiện tại đã quyết chiến một cảm giác mờ mịt luống cuống không khỏi dâng lên ở trong lòng bạch tiểu thuần vì sao phải đánh đánh giết giết tu tiên là vì trường sinh vì sao nhất định phải phân ra sinh tử bạch tiểu thuần nắm chặt nắm đấm thân thể run rẩy hai mắt nhắm lại che đi một mảnh đỏ ửng ở trong mắt ta ta nằm đó có thể ngăn cản cuộc chiến tranh giữa huyết khê tông cùng linh khê tông hiện tại ta cũng có thể đi ngăn cản cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên không sai ta cùng với tiểu đỗ đỗ có quan hệ còn nữa thiên tôn từng nói nếu như ta đến bán thần hắn cho phép ta cùng với tiểu đỗ đỗ ta còn là sư tôn của hạo nhi ta nhất định có thể ngăn cản tất cả mọi thứ đều là bởi vì thiên tôn muốn rời khỏi đây nếu như hắn muốn đi cứ để hắn đi được ta đi khuyên bảo người bảo vệ lăng ta đi nói chuyện với hạo nhi mở ra cánh cửa thế giới để hắn đi Hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ hiện ra ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Lúc này sau khi suy nghĩ, nắm lấy một ý tưởng trong đó, hắn cũng không có lòng đi suy nghĩ tìm hiểu xem có thật sự được hay không. Hắn chợt ngẩng đầu ầm một tiếng, thân thể liền trực tiếp phóng lên cao. Ta muốn đi ngăn cản trận chiến tranh này. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm rít gào. Sau khi phóng lên trên không trung, tốc độ của hắn được thể hiện ra đến mức cực hạn. Hư vô vạn vẹo tầng mây bị xé rách giống như sét đánh xé toạc bầu trời ẩm một tiếng bóng dáng của bạch tiểu thuần trong chớp mắt đã biến mất lao thẳng đến vùng cấm sinh mệnh hắn không có thời gian đi ngồi chiến thuyền cũng không có thời gian lãng phí ở trên lộ trình thông thiên hải hiện tại cách thức nhanh nhất để chạy tới chiến trường chính là đi tới vùng cấm sinh mệnh trực tiếp bước vào man hoang sau đó lao về phía cự quỷ thành con đường đến man hoang bạch tiểu thuần đã quen thuộc lúc này hắn mang theo sự lo lắng mãnh liệt mang theo sự bất an một đường giống như muốn mở thông suốt trời cao trong những tiếng ầm ầm hắn đã xuất hiện ở phía bên ngoài vùng cấm sinh mệnh hắn không không chậm trễ chút nào bước đi vào không có tính toán thời gian trong đầu bạch tiểu thuần chỉ có một ý nghĩ nhanh lại nhanh hơn một chút ầm 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 bóng dáng của bạch tiểu thuần xuyên qua vùng cấm sinh mệnh sau khi không biết ở đây trong bao lâu lúc bước ra hắn trực tiếp bước vào đến cảnh nội man hoang vừa một bước tiến vào man hoang một khí tức đẫm máu đập vào mặt hắn phóng tầm mắt nhìn lại man hoang này vốn cằn cỗi hiện tại càng ảm đạm mặt đất một mảnh đỏ sậm tràn ngập mùi thối nát không nói tới khắp nơi đều có dấu vết thuật pháp lưu lại nhưng chênh lệch không bao nhiêu trong lúc bạch tiểu thuần bay nhanh ở trong man hoang này chỉ thấy đã có hơn 10 chỗ chiến trường quy mô nhỏ lưu lại không ít tay cụt chân cụt. Màn hoang này ban đầu vốn cũng không có bao nhiêu thực vật. Lúc này nó lại càng hoang vắng. Trên mặt đất hiện ra từng khe rãnh nối liền. Những ngọn núi phía xa N đều sụp đổ hơn phân nửa. Nhất là hắn còn nhìn thấy được một mảnh khu vực với phạm vi ước chừng ngàn dặm. Bùn đất ở nơi đây đều mang khí tức tử vong nồng đậm từng thi thể hoặc là người của man hoang, hoặc là người của thông thiên nằm rải rác khắp nơi. Từng con phi cầm ăn xác thối giống như đám kền kền. Đang đứng ở trên thi thể, không ngừng mổ thịt thối. Bạch tiểu thuần phát ra tiếng rít mới có thể khiến cho những con phi cầm này bị kinh động. Đồng thời bay lên, đám phi cầm tạo thành đàn thành mảng ở trên bầu trời này vừa phát ra tiếng kêu lớn vừa bay xoay quanh. Trong con mắt màu xám của chúng lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía bạch tiểu thuần nhìn những thi thể này thân thể bạch tiểu thuần run lên khe khẽ cả đời này coi như hắn đã nhìn thấy qua quá nhiều cục diện nói tới chiến tranh cũng có vài lần trải qua bất luận là cuộc chiến của bốn tông hạ du năm đó hay là cuộc chiến tranh tông môn trung du cùng vùng còn có trước đây ở trên trường thành chém giết đều làm cho bạch tiểu thuần biết được sự tàn khốc của chiến tranh nhưng tất cả những chiến trường này cũng không thể nào so sánh được với giờ phút này cả phạm vi ngàn dặm thê thảm tới mức kinh người. Dù sao những cuộc chiến tranh trước đây bạch tiểu thuần trải qua, phần lớn thi thể sẽ được dọn dẹp khỏi bên trên chiến trường. Nhưng hiện tại, trong cuộc chiến giữa man hoang cùng thông thiên đã là thời khắc sinh tử, không có người lo lắng đi dọn dẹp chiến trường. Nhiều thi thể như vậy không biết đã ở chỗ này bao lâu, mục nát là chuyện không thể tránh được, khiến cho trong khí tức thiên địa ngoại trừ máu tanh ra, lại có thêm mùi mục nát tanh tươi. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ nhìn tất cả những điều này. Thời điểm xoay người, tốc độ của hắn nhanh hơn, lao thẳng đến chỗ của cự quỷ thành. Cho đến khi hắn rời đi, đám phi cầm trên bầu trời này p mới dần dần không còn hoang mang nữa. Chúng giống như không chịu được sự hấp dẫn của những thịt thối trên mặt đất, lại chậm rãi hạ xuống. Bắt đầu lại một vòng thịnh yến, thời gian trôi qua cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần không biết đã trôi qua bao lâu hắn chỉ biết là mình không lãng phí một chút thời gian nào, đã sử dụng toàn lực lao nhanh đi. Dưới loại tốc độ này, đổi lại thành bán thần khác cũng rất khó làm được tiêu hao như vậy. Cũng chỉ có bạch tiểu thuần sau khi bất tử huyết đại thành. Lực khôi phục của hắn đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi mới có thể ở dưới sự bạo phát kéo dài, bất luận là thể lực hay tu vi. Vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong bất kỳ lúc nào. Trong tiếng nổ vang, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh từ phía xa nhìn lại thậm chí ở trên trời cao cũng không nhìn thấy được bóng dáng của hắn chỉ có thể nhìn thấy được một cầu vồng vừa hiện ra đã lập tức biến mất càng đi về phía trước càng thấy được nhiều mặt đất man hoang nhuộm đỏ càng thấy được từng chỗ chiến trường tim bạch tiểu thuần cũng càng thêm run rẩy ngàn dặm chiến trường cũng không tính là gì mấy ngàn dặm thậm chí hơn vạn dặm chìm trong biển thi hài trong lúc chạy nhanh bạch tiểu thuần cũng thấy được một chỗ thời điểm không cách nào hình dung được hơn vạn dặm thi hài, rốt cuộc bản thân mình có ý tưởng gì nhưng Bạch Tiểu Thuần biết đây là tu la trận tàn khốc nhất hắn đã gặp phải. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy được từng hố sâu, từng khe rãnh cùng với những khu vực vốn là rừng cây, hiện tại thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt vậy. Trở thành đất khô cằn. Những mảnh đất có vốn có bộ lạc man hoang tồn tại, hiện tại cũng đều trở thành một đống đổ nát. Trên mảnh đất rộng này, thi thể của bọn họ đặc biệt rõ ràng vì sao bạch tiểu thuần thì thào theo khoảng cách càng lúc càng gần cự quỷ thành nôn nóng cùng điên cuồng trong lòng hắn cũng càng thêm mãnh liệt cho đến khi ở một nơi rất gần với cự quỷ thành bạch tiểu thuần thấy được một màn ánh sáng màu vàng tỏa ra lộ ra khí tức nước thông thiên hải giống như một cái trục cực lớn bao phủ tất cả khu vực hào hùng bên trong mà trung tâm của địa phương bị bao phủ Mặc dù khoảng cách quá xa, Bạch Tiểu Thuần nhìn không rõ, nhưng dựa vào sự quan thuộc của hắn đối với phạm vi gần cự quỷ thành, hắn liếc mắt liền nhận ra màn ánh sáng màu vàng kia bao phủ chính là cự quỷ thành. Hiển nhiên, màn ánh sáng trận pháp này một mặt là để ngăn cản có thể sẽ xuất hiện ngoại viện, mặt còn bên kia lại để hoàn toàn bao vây cự quỷ thành khiến cho quân đoàn cự quỷ ở bên trong chiến tranh, nếu như thắng lợi còn tốt một khi thất bại, như vậy trận pháp này sẽ trở thành lao ngục ngăn cản bất kỳ một tu sĩ man hoang nào chạy trốn. Do đó hoàn toàn diệt sạch. Thiền tôn muốn hoàn toàn tiêu diệt đi trái tim của man hoang từ trên màn ánh sáng trận pháp này cũng có thể thấy được một chút. Trong nháy mắt khi nhìn thấy được màu vàng màn ánh sáng. Mắt bạch tiểu thuần càng xuất hiện thêm nhiều tơ máu. Tốc độ của hắn ầm ầm bạo phát hắn đang muốn triển khai bất tử cấm mạnh mẽ xuyên qua màn ánh sáng trận pháp này bỗng nhiên trên màn ánh sáng màu vàng phía xa đột nhiên hiện ra ba gương mặt cực lớn ba khuôn mặt này đều già nua một người trong đó ở giữa mi tâm lại có một cái sừng màu vàng dữ tợn lúc này trong chớp mắt khi bọn họ xuất hiện tản ra dao động thiên nhân chấn động tám phương nhất là lão già ở mi tâm có một sừng giao động tu vi của hắn vượt xa so với hai thiên nhân hậu kỳ còn lại. Khí thế đại viên mãn cực hạn so với Trần Hào Tùng còn muốn khủng khiếp hơn nhiều. Ánh mắt của hắn như điện chớp, bỗng nhiên nhìn về phía bạch tiểu thuần đang lao nhanh đến. Rất nhanh đồng tử trong hai mắt hắn co lại, hiển nhiên là nhận ra tu vi của bạch tiểu thuần là thiên nhân đại viên mãn. Hắn còn nhìn thấu, linh khí thiên địa tràn ngập trong cơ thể bạch tiểu thuần. Không phải thiên công của man hoang nhưng trong đại viên mãn của bốn mạch thông thiên không có người này lão già thì thào hai mắt sắc bén thản nhiên mở miệng người vừa tới dừng lại lão phu là âu dương trần thiên nhân thân vệ thông thiên đảo tuân lệnh của thiên tôn bố trí đại trận sinh tuyệt không quan tâm ngươi là thiên nhân của tông môn nào đều phải nhanh chóng rời đi người người vi phạm giết chết lão già này cùng với hai người thiên nhân hậu kỳ khác bọn họ không thuộc về bất kỳ tông môn bốn mạch nào mà đến từ thông thiên đảo là thân vệ dưới trướng của thiên tôn vượt xa thị vệ. Thân vệ giống như như vậy đều được thiên tôn tiền chọn từ trong toàn bộ khu vực thông thiên sau đó lấy bí pháp thành tựu thiên nhân. Nhân số cụ thể, cho dù bán thần lão tổ bốn mạch cũng không biết, có thể nói là trong tay thiên tôn ngoại trừ bản thân hắn ra còn có một lực lượng khác uy hiếp bốn mạch thậm chí theo lời đồn đại ở trên thân vệ còn có thần vệ lần này thông thiên cùng man hoang khai chiến phần lớn thị vệ thân vệ thông thiên đảo đều xuất động bọn họ không tham dự vào trong cuộc chiến tranh một mặt là chịu trách nhiệm chém giết dư nghiệt về mặt còn lại là giống như giám quân bố trí sinh tuyệt trận hoàn thành lần diệt sạch cuối cùng ở trong lòng của bọn họ chỉ có thiên tôn về phần bốn mạch khác ngoại trừ bán thần những người khác bọn họ đều không để vào mắt tiên nhân trong tông môn bốn mạch giống như bạch tiểu thuần trước mắt vậy, bọn họ bình thường có thể trực tiếp quát mắng. Nếu như đổi thành thời điểm khác, bạch tiểu thuần còn có thể khách khí giải thích một chút. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn đang lo lắng. Kể từ khi biết cự quỷ vương cùng nghịch hà tông còn có đông mạch thông thiên phát động chiến tranh, hắn một đường hoàn toàn không lãng phí thời gian. Chạy nhanh đến, lúc này trong lòng hắn lo lắng đến cực hạn mắt thấy sắp đến chiến trường nhưng lại có người ngăn cản hắn không có thời gian đi mở miệng nói thêm cái gì tốc độ chẳng những không có giảm bớt trái lại còn nhanh hơn trong tiếng nổ vang toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đạo cường nỏ kinh thiên động địa chợt lao thẳng đến màn ánh sáng màu vàng không biết sống chết trong mắt lão già có một sừng ở mi tâm lộ ra sự khinh miệt mặc dù lúc này bạch tiểu thuần biểu hiện ra tu vi là thiên nhân đại viên mãn nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng Giết người này, hắn vừa nói ra lời này, lập tức hai người thân vệ Thông Thiên Đảo Thiên Nhân hậu kỳ khác trên màn ánh sáng trận pháp đều cười lạnh một tiếng. Gương mặt chợt co lại, thình lình hóa thành hai thân ảnh, trực tiếp bay ra khỏi trận pháp. Thời điểm bọn họ bay ra, trên người của bọn họ cũng dâng lên ánh sáng trận pháp màu vàng. Lại có trận pháp gia tăng trong người. Màn ánh sáng trận pháp này có lực kinh người, ngừng tụ ở trên người của hai người, nhất thời liền khiến cho chiến lực của hai người đều tăng lên không ít. Rất gần với tiên nhân đại viên mãn. Hiển nhiên, trận pháp gia tăng mới là nguyên nhân khiến lão già một sừng cùng với hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ này cuồng ngạo như vậy. Sống tới đại trận sinh tuyệt không quan tâm ngươi là này âm thanh của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ giống như thiên lôi, lạnh lùng cao ngạo vang vọng. Trong chớp mắt hai người đã bỗng nhiên bay ra mắt thấy sắp tới gần hai người này bấm quyết ở phía sau lưng của từng người đều huyễn hóa ra một con bò cặp màu vàng cực lớn mang theo sự dữ tợn mang theo sát khí lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần cút ngay cho ta tốc độ của bạch tiểu thuần không giảm ở trong chớp mắt khi hai người đến gần hắn chợt mở miệng phát ra một tiếng gầm khẽ khiến cho trời đất đều biến sắc tiếng gầm khẽ này thốt ra trực tiếp lay động trời cao hình thành một gió trời hung bạo không có cách nào hình dung giống như rời núi lấp biển trực tiếp cuốn về phía hai người hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ này thậm chí cũng không kịp đi tới gần bạch tiểu thuần đã bị sóng âm rít gào của bạch tiểu thuần trực tiếp trùng kích toàn thân bọn họ chấn động mãnh liệt đồng thời máu tươi điên cuồng phun ra thật giống như bọn họ bị một ngọn núi lớn trực tiếp đập vào trên người còn bỏ cặp màu vàng huyễn hóa ra ở phía sau lưng bọn họ lập tức nổ tung khiến cho bọn họ không có cách nào chống đỡ thậm chí cảm thụ một chút tâm thần liền chấn động thân thể cũng đau nhức giống như bị xé rách bẻ gãy nghiền nát trực tiếp tan vỡ. Ngươi, hắn không phải là thiên nhân, thần sắc của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này vốn ngạo nghễ đột nhiên đại biến. Trong mắt bọn họ cũng muốn nổ chung, trong phút chốc ngay trong tâm thần dâng lên sự khiếp sợ vô cùng vô tận. Trong một tích tắc này, trong đầu chấn động ngập trời, trong sóng âm này ẩn chứa tu vi cùng chiến lực của Bạch Tiểu Thuần lúc vang vọng giống như hóa thành thực chất, khiến hư vô phía trước hắn đều trực tiếp bị sụp xuống nghiền nát. Trong gió bão nổ vang cho thấy lực diệt sạch phát ra một ý chí kinh thiên. Đủ để quét ngang tất cả thiên nhân. Có thể nói là thiên nhân mạnh nhất. Hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này chỉ kịp phát ra tiếng kêu kinh ngạc thậm chí thời điểm tiếng kêu thất thanh còn chưa có nói xong hoàn chỉnh thân thể theo bản năng lui về phía sau. Lại lập tức bị tiếng rít gào của bạch tiểu thuần trực tiếp trùng kích không có cách nào chống lại đây không phải là lực lượng bọn họ có thể đối kháng không có cách nào né tránh tiếng nổ đến từ bốn phương tám hướng hình thành lực diệt tuyệt vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ uy hiếp tới tính mạng của bọn họ ầm ầm những tiếng động ngập trời theo đó vang lên hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này run rẩy máu tươi điên cuồng phun ra thần sắc mang theo sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng không có cách nào tưởng tượng được thân thể bọn họ cũng không kịp lui về phía sau liền trực tiếp ở trong tiếng gào thét toàn thân lăn lộn nổ tung thân thể của bọn họ lại có thể hoàn toàn không có cách nào chịu được ở trong tiếng nổ này trực tiếp trở thành cho bụi thậm chí nguyên thần của bọn họ cũng không có cách nào chạy ra được bị nhốt ở bên trong thân thể cùng thân thể tan thành mây khói tất cả những điều này diễn ra quá nhanh gần như chỉ là trong chớp mắt một cái hai thân vệ này vừa rồi vẫn ngạo nghễ vô cùng trong nháy mắt lại bị diệt sạch cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho ánh mắt lão già một sừng ở bên trong màn ánh sáng lộ ra biểu hiện không có cách nào tin tưởng được toàn thân hắn chấn động mãnh liệt sự hoảng sợ của hắn còn điên cuồng mãnh liệt hơn so với hai người đã chết kia âm thanh cũng đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi la lên thất thanh người người không phải là thiên nhân trong lòng lão già một sừng này điên cuồng run rẩy hắn lập tức lại ý thức được người này tuyệt đối không thể là thiên nhân người này có thể chỉ là dựa vào giết gào lại thuấn sát hai vị thiên nhân hậu kỳ chỉ có bán thần hoàn toàn không có một chút do dự lão già một sừng này gần như bị sợ vỡ mật vội lui về phía sau lại muốn chạy trốn nhưng tốc độ của hắn ở trong mắt bạch tiểu thuần thật sự quá chậm chỉ có điều bạch tiểu thuần cũng không có tâm tình đi để ý tới lão già một sừng này hiện tại ý niệm duy nhất của hắn chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào chiến trường tốc độ của bạch tiểu thuần vượt qua tất cả giống như xuyên qua hư vô trực tiếp lại một đầu lao vào đại trận sinh tiệt bên trong màn ánh sáng màu vàng mắt thấy bạch tiểu thuần rốt cuộc bước vào bên trong trận pháp lão già một sừng vốn tâm lên hy vọng hắn rốt cuộc thật sự nhảy vào rồi trận pháp này cho dù là bán thần bước vào trong thời gian ngắn cũng phải bị áp chế hắn làm vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết trong lòng lão già một sừng rung lên rốt cuộc không lui về sau nữa mà trong mắt có dâng lên sát cơ dù sao hắn cũng là thiên nhân đại viên mãn ở trong các thân vệ của thông thiên đảo hắn cũng là người xuất sắc bình thường hắn sát phạt quyết đoán lúc này hắn không lùi mà tiến tới lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần muốn ngăn cản ở phía trước bạch tiểu thuần nhưng ngay khi hắn tới gần trong chớp mắt bạch tiểu thuần đã triển khai ra bất tử cấm căn bản cũng không có nửa điểm ngừng lại giống như trận pháp này không tồn tại chợt đi về phía trước cảnh tượng như vậy lập tức để trong đầu lão già một sừng lại nổ tung sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi đồng thời sợ hãi cùng kinh hãi còn mãnh liệt hơn so với trước vô số lần ở trong tâm thần không ngừng bạo phát hắn lại muốn một lần nữa lui về phía sau nhưng đã muộn rồi tốc độ của bạch tiểu thuần quá nhanh, dưới bất tử cấm, hám sơn chàng theo bản năng được thi triển ra. Bạch tiểu thuần lao thẳng đến phía trước, gần như trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở trước mặt lão già một sừng muốn đi ngăn cản mình, va và chạm vào nhau. Ẩm một tiếng, lão già một sừng này chỉ cảm thấy giống như bị vô số ngọn núi từ trên trời đập vào trên người. Hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể lại trực tiếp nổ tung tan vỡ nguyên thần mang theo sự sợ hãi vô tận muốn bỏ chạy nhưng hắn căn bản không có cách nào làm được ở dưới tốc độ cực hạn này của bạch tiểu thuần bên ngoài thân thể hắn giống như hình thành lực hút kinh người nguyên thần của lão già một sừng không đợi trốn ra được đã bị âm bạo do bạch tiểu thuần lao qua bỗng nhiên chìm ngập giờ phút này bạch tiểu thuần cực kỳ cường hãn sau khi bước vào trận pháp này bạch tiểu thuần căn bản chưa từng liếc mắt nhìn lão già một sừng này bản thân đối phương tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Hết lần này tới lần khác ngăn cản ở phía trước hắn tính giết chết Bạch Tiểu Thuần. Cũng chỉ là tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, vận khí của hắn không tốt mà thôi. Dưới bất tử cấm, đại trận sinh tiệt giống như không tồn tại. Trong tiếng nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút dừng lại nào trực tiếp xuyên qua. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình đã đến năm vạn dặm bên ngoài cự quỷ thành bên tai của hắn lập tức lại truyền đến vô số gào thét rít gào những tiếng rẫy rụa gầm thét thê lương vô tận cùng lúc đó hắn càng thấy được phía trước thời khắc này dường như mắt thường không thể nhìn thấy được điểm cuối chiến trường trong lòng bạch tiểu thuần chợt run lên vô số tu sĩ đông mạch thông thiên mỗi một người đều đã đỏ mắt đang điên cuồng chém giết đất man hoang các loại hồn tu cũng giống như như vậy giống như đã sớm đánh cực tất cả bọn họ đối mặt chính là chiến tranh không phải ngươi chết chính là ta mất mạng bọn họ đã không quan tâm nữa cho dù tử vong cũng muốn tự bảo trước khi chết tranh thủ lôi kéo kẻ địch cùng nhau đi xuống hoàng tuyền tiếng nổ vang không ngừng bạo phát ra chấn động mọi người trên chiến trường hai lỗ tai của bọn họ đã mất đi thính giác điều này đối với bọn họ mà nói không có gì đáng ngại bởi vì giết người không cần lỗ tai từ nơi này đến cự quỷ thành là đoạn đường chừng 5.000 dặm. Toàn bộ chiến trường, có thể tính là phạm vi 10 vạn dặm. Ở bên trong phạm vi này, một trận chiến tranh mà cả đời này của Bạch Tiểu Thuần cũng chưa thấy qua, đang bạo phát. Lại không biết đã bạo phát trong bao lâu. Tiếng gào thét tiếng kêu thảm thiết tiếng cười điên cuồng đan vào cùng một chỗ, giống như hình thành khúc nhạc tử vong. Khiến cho thiên địa vào giờ phút này, giống như cũng muốn thu hồi ý chí của mình, chỉ có thể yên lặng nhìn khắp nơi trên mặt đất đầy nữ thi thể xương cốt hài cốt. Đã rất khó nhìn thấy được một thi thể nào hoàn chỉnh. Ở trong những đợt chém giết này, ở những dưới mũi tên, nhìn thấy được. Chỉ là một mảnh đỏ sậm khắp nơi trên mặt đất. Hơn 10 vạn tu sĩ thậm chí nhiều hơn nữa đang điên cuồng thi triển tất cả phương pháp có thể sử dụng ra để giết người. Nơi đây giống như một cái cối xay thịt cực lớn, không ngừng cắn nuốt tất cả đã không nhìn thấy được trận hình không nhìn thấy được chỉ huy có thể nhìn thấy được chỉ có bản năng nguyên thủy ép buộc giống như dã thú điên cuồng ở trên chiến trường mức độ này tu sĩ nguyên anh lại tính cái gì kết đan còn trong chớp mắt liền hình thần câu diệt còn có từng chiếc chiến xa còn có trí bảo của chiến tranh tuy lớn đều đã tan vỡ nhưng có số lượng vẫn không ít đang phát ra lực diệt tiệt giết chóc tất cả mà chiến trường trên bầu trời cũng rất kinh người ở giữa không trung trên trời cao, một cuộc chiến bán thần vượt qua tất cả quy mô cũng đang được tiến hành. Trên thân thể cao lớn của cự quỷ vương này, vết thương răng đầy. Có thể nhìn thấy được có một thanh trường thương đã qua xuyên qua thân thể hắn, đang tản ra ánh sáng màu đen. Huyễn hóa ra chín con rồng đen, không ngừng chui tới chui lui ở trong thân thể hắn. Mỗi lần như vậy đều làm cho cự quỷ vương phát ra tiếng gào thét thê lương nhưng bản thân hắn bị trọng thương, vẫn điên cuồng mãnh liệt cùng vị bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông, chém giết sinh tử. Bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông cũng đã đến cực hạn, ngực lõm xuống. Một cánh tay đã biến mất, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra khí tức tử vong ảm đạm Chỉ là sát ý trong mắt hắn lại vẫn ngập trời. Mỗi lần bọn họ ra tay, đều làm cho thiên địa biến sắc. Cũng làm cho trời cao run dày xuất hiện từng vết nứt mà bọn họ ra tay, phát ra công kích cũng hóa thành từng tầng sóng khí, trở thành gió bão ở bốn phương tám hướng. Quét ngang thế giới, ở dưới chiến trường bán thần, trên bầu trời, thiên nhân của cự quỷ thành, thiên nhân của Đông Mạch Thông Thiên đều đang đánh một trận sinh tử. Những tiếng sấm thường vượt qua thiên lôi, ở bên trong thiên địa này không ngừng phát tiết bạo phát. Đám người Hồng Trần Nữ, Nghịch Hà Tông Linh, Khê lão tổ, Bạch Chấn Thiên. Trần Hạ Thiên cùng với đồng tử, không ngờ đều ở bên trong mà vị thiên nhân lão tổ thiết huyết đường kia lại không ở đây. Người cũng không có mặt còn có vị u minh công của cự quỷ thành ở trong trí nhớ bạch tiểu thuần. Lúc này thiên nhân phía bên thông thiên có ba vị. Phía bên man hoang, ngoại trừ hồng, trần nữ ra còn có một người. Bạch tiểu thuần nhận ra người này. Đó là một trong những thiên công của khôi hoàng thành. Lúc này cuộc chiến của sáu người đã đến một khắc sinh tử. Hiển nhiên bên trong đại trận sinh tiệt đều bị cắt đứt mọi người nơi đây chìm đắm ở trong giao chiến khẩn trương, hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra. Ở thời điểm nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần đến, tiếng nổ vang chợt bạo phát mãnh liệt hơn. Chính là vị thiên công kia, cười thảm trước khi chết, rốt cuộc không tiếc tự bảo. Hình thành lực hủy diệt, đồng tử không tránh kịp trực tiếp bị bao phủ. Sau tiếng nổ lớn, tử vong không chỉ là hắn, còn có vị. Đồng tử của tinh không đạo cực tông, hồn phi phách tán, đồng quy vu tận gần như ở trong chớp mắt khi hai người tử vong hồng trần nữ cũng phun ra một búng máu ở dưới sự liên thủ của trần hạ thiên cùng bạch trấn tiên nàng vốn đã bị trọng thương thương thế quá nặng trong tiếng cười thảm nàng nhanh chóng lui về phía sau trần hạ thiên hít thở ồ ồ chợt gào thét hàn tông nếu ngươi còn tiếp tục không lấy ra toàn lực sau trận chiến này lão phu diệt cả nhà nghịch hà tông của ngươi nói xong hắn cùng với bạch trấn tiên lao đến đuổi theo hồng trần nữ trong mắt hắn lộ ra sát cơ kinh người. Hiển nhiên, đối với nữ nhi của cự quỷ vương, thống lĩnh của quân đoàn cự quỷ, hắn đã ở thế ở phải giết. Giết nàng, có thể khiến cho cự quỷ vương phân tâm, liền có thể tranh thủ cho lão tổ một đòn tiệt sát. Mắt thấy Trần Hạ Thiên cùng Bạch Trấn Thiên đều nhanh chóng phóng đi, Linh Khê lão tổ cảm thấy cay đắng. Hắn biết từ khi khai chiến tới nay, nghịch hà tông thương vong ít nhất. Tất cả những điều này đều là do Hồng Trần nữ nương tay hắn vốn không muốn ở chỗ này ra tay với hồng trần nữ nhưng vừa vặn ở thông thiên mình đã không thể làm theo ý mình lúc này hắn thở dài một tiếng cất bước đi nhưng ngay khi ba người đồng thời tới gần hồng trần nữ ở trong tiếng cười thảm bên trong con mắt lộ ra hàn quang giống như sắp triển khai thần thông thuật pháp nào đó với cái giá cực lớn nhưng vào lúc này một tiếng rít gào từ phía xa trong thiên địa giống như có thể xé rách hư vô ầm ầm truyền đến dừng tay theo âm thanh đến lại là một tô vòng trực tiếp mở ra hư vô thông suốt mang theo khí thế vô thượng tinh thiên động địa chớp mắt tới gần người đã tới gần âm thanh nổ tung chỉ là âm thanh lại lập tức khiến cho hai lỗ tai trần Hạ Thiên chấn động tâm thần giống như sắp tan vỡ trong một tích tắc này thất khiếu lại bị chấn động chảy xuống máu tươi trong sự hoảng sợ hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng nữa đầu cũng chấn động nổ mạnh giống như bị búa tả, đập tới. Bạch Trấn Thiên ở bên cạnh cũng vô cùng chật vật. Ở dưới giọng nói này vang lên, hắn bị chấn động, ngũ tạng lục phủ giống như đều muốn tan vỡ. Lại trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Dường như ở dưới tiếng gầm thét giận dữ này, linh hồn cũng muốn bị trực tiếp phá hủy thành mảnh nhỏ. Chỉ có Linh khê lão tổ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hiện tại trong lòng hắn vô cùng chấn động theo âm thanh quen thuộc này lọt vào tay khiến cho hơi thở của hắn chợt dồn dập trong mắt còn có không có cách nào tin tưởng hắn muốn quay đầu nhìn lại nhưng khi nhìn qua chỉ thấy bên kia tốc độ quá nhanh do đó hư vô vạn vẹo cùng thiên địa mơ hồ bạch tiểu thuần hóa thành cầu vồng tốc độ cực nhanh dường như muốn xé rách thiên địa còn dâng lên một khí thế vô thượng kinh thiên động địa thậm chí khiến cho chiến trường này cũng chấn động chợt hạ xuống trong nháy mắt khi Trần Hạ Thiên, Bạch Trấn Thiên Tính bao vây tấn công ra tay đối với Hồng Trần Nữ. Từ phía xa nhìn lại giống như một mũi tên vô cùng sắc bén thế như trẻ tre chớp mắt lao tới. Thời điểm hắn xuất hiện không ngờ đã ở bên cạnh Hồng Trần Nữ. Thời điểm thân thể Hồng Trần Nữ chấn động Bạch Tiểu Thuần đưa tay phải ra ôm lấy Hồng Trần Nữ hắn đứng tại chỗ tay trái giơ lên lấy vượt qua tốc độ của tia chớp trực tiếp cách không chỉ về phía trần hạ thiên cùng với bạch trấn thiên đây không phải là hắn toàn lực ra tay nhưng thời điểm đánh ra thiên địa biến sắc phong vân cuốn lên một chiến lực vượt ra khỏi tu vi thiên nhân vào giờ phút này cuồn cuộn bạo phát ngập trời những tiếng ầm ầm nhất thời khuếch tán toàn bộ chiến trường khiến cho những chiến sĩ hai bên đang giao chiến ở khắp nơi trên mặt đất Mỗi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc hoảng sợ vô cùng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Trần Hạ Thiên cùng với Bạch Chấn Thiên chợt truyền ra. Trần Hạ Thiên điên cuồng phun ra máu tươi, hắn chỉ cảm thấy một lực mạnh không có cách nào tưởng tượng được trực tiếp lại đánh vào trong cơ thể mình. Lực lượng cường đại đó cuối cùng chấn động mình giống như hóa thành một túi nước, mà nước trong túi này lại là máu tươi trong cơ thể hắn. Dưới một đòn nghiêm trọng này, thân thể hắn giống như muốn nổ tung ra máu tươi trong cơ thể ở dưới lực đè ép cường hãn này lại trực tiếp từ bên trong vô số huyết quản trong cơ thể hắn bạo phát ra theo thất khiếu theo các lỗ chân lông chân tóc trên toàn thân không ngừng phun ra mà ở dưới một chỉ này trùng kích thân thể hắn trực tiếp bị cuốn ngược lại đồng thời máu tươi phun toàn thân hắn từ trên xuống dưới còn truyền ra những tiếng rắc rắc tất cả xương trong cơ thể hắn, ở dưới một quyền này của Bạch Tiểu Thuần, máu tươi ở bên trong thân thể bạo phát. Giống như cũng không có cách nào chịu đựng được, rốt cuộc bắt đầu vỡ nát. Từng tấc vỡ nát ra, chớp mắt một cái, Trần Hạ Thiên vội lui về phía sau. Xương cốt cả người hắn rốt cuộc trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Thậm chí ngay cả trọng lượng thân thể vẫn không có cách nào chống đỡ, giống như muốn trở thành một đống thịt nát. Còn chưa có kết thúc. Máu cùng xương tan vỡ, vẫn không có cách nào trung hòa được lực lượng một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần. Ở dưới tiếng nổ lớn, trong tiếng kêu thảm thiết này, thân thể hắn không còn máu cùng xương thịt, trực tiếp đã bị xé rách cuối cùng nổ tung ra. Chỉ còn lại có nguyên thần của hắn, ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết chợt chạy ra. Thân thể nguyên thần run lẩy bẩy, lúc này hắn ở giữa không trung mang theo khủng hoảng mãnh liệt đến cực hạn cùng khiếp sợ vô cùng, thất thanh thét lên chói tai. Ngươi, bạch tiểu thuần, ngươi, bán thần, lời hắn nói đã không còn mạch lạc nữa. Một chỉ này của bạch tiểu thuần thật sự khiến cho linh hồn của hắn cũng phải chấn động đến cực hạn. Hắn không dám đi tin tưởng vào cảnh tượng trước mắt mình. Trọng thương không chỉ là hắn còn có bạch chấn thiên. Thời khắc này bạch chấn thiên cũng phun ra máu tươi, toàn thân phát ra những tiếng rắc rắc, trong lúc không ngừng rút lui tất cả phương pháp phòng hộ, tất cả pháp bảo đều hoàn toàn không có chút tác dụng. Căn bản là không có cách nào chống đỡ được lực lượng đến từ một chỉ này của Bạch Tiểu Thuần. Dưới tiếng nổ lớn, nửa người hắn lại trực tiếp nổ tung ra. Thời điểm máu tê bắn ra, sắc mặt hắn tái nhợt, nhanh chóng lui về phía sau. Cuối cùng là khiến cho thân thể của hắn, không giống như Trần Hạ Thiên, hoàn toàn tan vỡ. Phải biết rằng thân thể là thiên nhân. Tuy chỉ cần nguyên thần không bị diệt cũng sẽ không ngã xuống. Nhưng thân thể cũng quan trọng, sau khi mất đi, chiến lực của bọn họ tổn thất quá nhiều. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể sẽ phải trả cái giá cực lớn. Lại rất khó hoàn toàn dung hợp cùng nguyên thần, điều đó sẽ khiến cho bọn họ ở một khoảng thời gian rất dài có tu vi xuống thấp, yếu đuối vô cùng. Bạch, Bạch Tiểu Thuần Thân thể Bạch Chấn Thiên run rẩy, trong mắt mang theo biểu tình không có cách nào tin tưởng, cũng kêu lên thất thanh. Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt, sau khi Bạch Tiểu Thuần đến, sau một chỉ của hắn bắn ra, tất cả quá trình cũng không được mấy hơi thở, đã giống như nghịch chuyển càn khôn. Khiến cho tất cả chúng sinh trong thiên địa trời cao đều chấn động. Mà những điều này vẫn là biểu hiện sau khi hắn đã nương tay mặc dù bạch tiểu thuần vô cùng tức giận nhưng hắn hiểu rõ hắn đi tới nơi này mục đích không phải là giết người mà muốn giống như năm đó ngăn cản cuộc chiến giữa linh khê và huyết khê hắn muốn đi ngăn cản cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên cho nên bạch trấn thiên cùng trần hạ thiên mới không có bị một chỉ của bạch tiểu thuần tiêu diệt những lời hứa bảo tài nói có liên quan tới hành vi của trần hạ thiên khiến cho bạch tiểu thuần hận ý sâu đậm mặc dù dưới sự kìm chế không tiệt sát nhưng ở trên người trần hạ thiên hắn vẫn tăng thêm một phần tu vi khiến cho thân thể trần hạ thiên hoàn toàn tan vỡ tiểu thuần giữa không trung linh khê lão tổ ngơ ngác nhìn tất cả những điều này trong lòng hắn cũng dâng lên sóng lớn bạch tiểu thuần mất tích mấy năm hoàn toàn không có một chút tin tức nào linh khê lão tổ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng trước sau vẫn nhớ mong chỉ là hiện tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện quá đột nhiên, khiến cho hắn căn bản cũng hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Điều càng làm cho hắn chấn động là chiến lực Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra lúc này. Bán, thần, hầu kết của Linh Khê Lão Tổ lăn lộn, hắn cũng là thiên nhân, biết rõ thực lực của Trần Hạ Thiên cùng Bạch Trấn Thiên. Có thể hờ hững đánh ra một chỉ, khiến hai người này trọng thương như thế. Loại chiến lực này, Linh Khê Lão Tổ không có cách nào liên hệ hắn cùng thiên nhân. Chỉ có, bán thần, nhưng điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe quá mức giận người. Cho dù Linh Khê Lão Tổ có lòng tin đối với Bạch Tiểu Thuần mấy đi nữa, có chờ mong mấy đi nữa. Cũng không có cách nào tưởng tượng được đối phương rốt cuộc có tạo hóa thế nào. Mấy năm trước hắn vẫn là thiên nhân sơ kỳ. Mấy năm sau, không ngờ đạt đến bán thần. Lúc này cũng chấn động còn có hồng trần nữ đang bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy. Nàng kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần trong mắt nàng lộ ra sự mệt mỏi có chút mờ mịt giống như không dám xác định tất cả những gì mình đã nhìn thấy là sự thật ta đã trở về bạch tiểu thuần nhìn hồng trần nữ trong mắt mang theo sự phức tạp nhẹ giọng mờ miệng nghe được lời bạch tiểu thuần nói cảm nhận được sự ấm áp từ trên người bạch tiểu thuần truyền tới trên mặt hồng trần nữ dần dần lộ ra vẻ tươi cười toàn thân thoáng cái lại thả lỏng vừa thả lỏng áp lực chiến tranh trong mấy năm qua thoáng cái lại ở bên trong thân thể bạo phát ra hình thành mệt mỏi giống như rời núi lấp biển khiến cho nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại đã hôn mê nhìn ra được hồng trần nữ trong lòng mình mệt mỏi nhìn thấy nàng hôn mê bạch tiểu thuần cảm nhận được tim mình đau đớn sau khi từ từ đặt nàng xuống lúc hắn đứng lên ngẩng đầu ánh mắt rơi vào trên người linh khê lão tổ bái kiến lão tổ Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, ôm quyền trầm giọng mở miệng. Hơi thở của Linh Khê lão tổ vẫn gấp gáp. Lúc này hắn vẫn không có cách nào tin tưởng cùng không thể tưởng tượng nổi, mở miệng cũng không biết nói cái gì. Cho dù là tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với tốc độ nâng cao tu vi của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả giống như mộng ảo vậy. Lão tổ, triệu tập tất cả đồng môn Nghịch Hà Tông qua. Trận chiến tranh này, Nghịch Hà Tông chúng ta không tham dự bạch tiểu thuần kìm chê áp lực trong lòng không khí chiến trường ở bốn phía xung quanh khiến cho giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp sau khi linh khê lão tổ nghe được câu này hít thở chợt dừng lại trong mắt hắn lộ ra tinh quang cùng quyết đoán hắn biết lấy tu vi của mình không cách nào để cho nghịch hà tông ở trong cuộc chiến tranh này chỉ lo cho thân mình nhưng hôm nay theo bạch tiểu thuần trở về ngay cả mình cũng không có cách nào nhìn thấy được hắn chỉ cảm thấy tu vi thâm thúy vô cùng giống như tinh không vậy còn có hai quyền vừa rồi cho thấy một màn kinh người khiến cho trong lòng hắn dâng lên hy vọng hoàn toàn không có một chút do dự linh khê lão tổ lập tức lại mở miệng âm thanh ẩn chứa lực tu vi khuếch tán ra tám phương Đệ từ nghịch hà tông tất cả đến chỗ của lão phu ở đây giọng nói của hắn vang vọng chiến trường nếu như là ở trước cho dù hắn có nhiều lần la hét sợ cũng khó có người nào có thể hưởng ứng nhưng mặc dù chiến trường hiện tại còn có chém giết nhưng bạch tiểu thuần xuất hiện khiến cho quá nhiều người ở đây tâm thần bị chấn động dừng ra tay nhất là lời bạch tiểu thuần nói cùng linh khê lão tổ càng làm cho những người nghe được khí tức hỗn loạn trong đầu nảy sinh các loại suy nghĩ mà lúc này trong lòng của các đệ tử nghịch hà tông trên chiến trường đều chấn động mãnh liệt bay ra lao thẳng đến chỗ của linh khê lão tổ theo từng bóng người mang theo sự mệt mỏi lao tới, bên trong có Thượng quan Thiên Hữu, có Bắc Hàn Liệt, có Tống Khuyết, thần toán tử còn có. Tống Quân Uyển, so với về những người khác, trong ánh mắt Tống Quân Uyển có phần phức tạp hơn. Ánh mắt của nàng nhiều lần đảo qua trên người Hồng Trần nữ đang hôn mê. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được ánh mắt của Tống Quân Uyển. Trên thực tế trước lúc hắn đến, mọi người của Nghịch Hà Tông đều ở bên trong thần thức của hắn. Giống như Tống Quân Uyển, Bạch Tiểu Thuần thấy rõ nàng được Tống Khuyết bảo vệ rất tốt. Lúc này trong lòng tuy rằng có phần áy náy, nhưng cũng không phải là thời điểm để giải thích. Rất nhanh, tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông trên chiến trường đều từng người tới gần. Trên đường bọn họ đến, không người nào dám đi ra ngăn cản, để mặc cho tu sĩ Nghịch Hà Tông tập trung lại cùng một chỗ. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội thế giới thông thiên? chỉ còn lại có nguyên thần Trần Hạ Thiên, lúc này cho dù run rẩy cũng vẫn vội vàng mở miệng nói. Tất cả những điều trước mắt này thật sự khiến cho hắn hoảng sợ hãi hùng. Đồng thời, hận ý của hắn đối với Bạch Tiểu Thuần còn mãnh liệt hơn nhiều so với trước kia. Bạch Trấn Thiên ở một bên, khí tức cũng bất ổn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong đầu hiện lên một chỉ của đối phương vừa rồi. Tâm thần hắn run rẩy một sự bất an mãnh liệt, hiện lên toàn thân bạch tiểu thuần cuộc chiến tranh này ngươi không thể ngăn cản hậu quả sau khi phản bội thiên tôn ngươi sẽ không chịu nổi mắt thấy bạch tiểu thuần không để ý tới mình hận ý trong mắt trần hạ thiên càng mãnh liệt hơn hắn bỗng nhiên mở miệng không muốn chết nữa cầm miệng bạch tiểu thuần lạnh lùng liếc mắt nhìn trần hạ thiên ánh mắt hắn khiến cho thân thể trần hạ thiên chợt run dày mạnh cho dù hận ý tràn ngập toàn thân nhưng ở dưới ánh mắt này hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo run rẩy không dám tiếp tục mở miệng đồng thời trong lòng đang thầm kêu khổ hắn ý thức được mình vừa rồi bị thù hận xông lên đầu làm cho mê muội lúc này hắn quyết không thể đi động chạm tới bạch tiểu thuần không tiếp tục để ý tới trần hạ thiên đang biến sắc bạch tiểu thuần giao hồng trần nữ trong lòng mình lại cho tống quân huyền huyền nhi giúp ta chiếu cố tử mạch Chờ sau khi ta xử lý xong chuyện nơi đây, ta sẽ giải thích với nàng." Nói xong, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao. Thời khắc này, trên trời cao, hai người Cự Quỷ Vương cùng Bán Thần lão tổ Tinh Không đạo cực tông chém giết cực kỳ kịch liệt, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, bọn họ có quan tâm đến, nhưng lại không rảnh để ý tới. Bất kể là Cự Quỷ Vương hay Bán Thần của Tinh Không, lúc này chỉ cần phân tâm một chút, sẽ khó tránh khỏi phải trả một cái giá cực lớn đối với chuyện nên ngăn cản cuộc chiến tranh này như thế nào bạch tiểu thuần tuy có manh mối nhưng lại không có nắm chắc bất luận là thiên tôn hay người canh giữ lang mộ bạch tiểu thuần đều chỉ có thể đi khuyên bảo nhưng bất kể như thế nào nghịch hà tông tuyệt đối không thể tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đồng thời chiến trường nơi đây cũng quyết không thể tiếp tục ở lại nữa nghĩ tới đây bạch tiểu thuần hít một hơi thật sâu bỗng nhiên mở miệng mọi người dừng chiến một câu nói này từ trong miệng hắn truyền ra, giống như ngàn vạn thiên lôi, đồng thời nổ tung ra, hình thành tiếng nổ khiến cho thiên địa biến sắc cuồn cuộn tràn ra tám phương. Bao phủ tất cả khu vực chiến trường, hình thành hồi âm vô tận, dưới tầng tầng lớp lớp, giống như chúng sinh đang gào thét xít gào, kinh thiên động địa. Dừng chiến, dừng chiến, dừng chiến, giọng nói này vô cùng mãnh liệt vô số tu sĩ hai bên ở trên chiến trường đều nổ mạnh ở trong tâm thần bị âm thanh của bạch tiểu thuần trực tiếp đánh vào tâm thần bị chấn động dường như trong giọng nói này ẩn chứa một ý chí vô thượng vượt qua thiên uy khiến cho bọn họ theo bản năng phải đi nghe theo tất cả đều ngừng tay dần dần những tiếng hít sâu liên tiếp từ trên chiến trường chấn động vọng về ngăn cản chiến tranh hai bên trong thời gian bạch tiểu thuần tim rất loạn bởi vì hắn hiểu rõ, mấu chốt nhất không phải là chiến trường ở khắp nơi trên mặt đất, cũng không phải là cuộc chiến thiên nhân, mà là cuộc chiến bán thần ở trên trời cao. Hắn lấy lại bình tĩnh ép xuống sự lo lắng trong lòng, hướng về phía trời cao truyền ra âm thanh còn muốn lớn hơn so với trước. Cự quỷ lão Ca Tinh không lão tổ, nghe ta nói một lời. Dừng chém giết đi giọng nói này giống như sóng to gió lớn vậy, mang theo tất cả bầu trời, hình thành gió bão truyền vào trong tai kìa cự quỷ vương cùng tinh không bán thần. Trước đó, hai người bọn họ vốn đã nhận thấy được khi Bạch Tiểu Thuần đến đã không tầm thương. Bọn họ lại thấy được trên mặt đất khắp nơi đã dừng chiến. Lúc này bên tai bọn họ nghe thấy bên trong giọng nói của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa ý chí cũng khiến cho bọn họ hít vào một hơi. Thần sắc biến hóa, lộ ra một phần xúc động chỉ là bọn họ đang chém giết vẫn không có cách nào phân tâm lúc này cự quỷ vương phất tay bốn phía xung quanh thân thể cự quỷ khổng lồ của hắn ngưng tụ ra xương mù màu đen hình thành từng quỷ thủ cực lớn lao thẳng đến chỗ tinh không bán thần mà tinh không bán thần vung một cánh tay lên sau lưng của hắn thình lình xuất hiện vô số ngôi sao hư ảo giống như trên lưng võng toàn bộ tinh không trong mắt hắn tràn ngập sát cơ theo tay hắn bấm quyết, bên trong tinh không phía sau lưng của hắn, từng ngôi sao bỗng nhiên hạ xuống, lao thẳng đến chỗ cự quỷ vương. Nhìn thấy hai người trên trời cao vẫn đang chém giết sinh tử, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một hồi. Sau đó, trong mắt hắn hiện ra tia máu, toàn thân mơ hồ có chút điên cuồng, khí tức của hắn chợt ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên bay ra. Sau khi bay ra, vào giờ phút này tu vi của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không giữ lại, được khuếch tán ra. Sóng giao động thiên nhân đại viên mãn lập tức khiến cho trời cao chấn động. Cùng lúc đó, vào giờ phút này lực lượng thân thể của hắn cũng trở nên cuồng bảo. Bất tử quyển đại viên mãn rồi rào khí huyết cùng dung hợp với Tu Vi. Sau đó cho thấy, đã không còn là lực lượng thiên nhân nữa mà là... Bán thần, có thể nói giờ phút này bạch tiểu thuần hắn. Mặc dù bắt đầu từ trên phương diện ý nghĩa chân chính không phải là bán thần nhưng chiến lực của hắn đã không khác gì so với bán thần. Trong tiếng nổ vang, toàn thân Bạch Tiểu Thuần hóa thành một cầu vồng đột ngột từ mặt đất lao lên. Vào giờ phút này, hắn giống như lưu tinh chuyển động ngược, lao thẳng đến điểm cuối của bầu trời. Lao thẳng đến chiến trường của bán thần. Theo hắn bay ra, khắp nơi trên mặt đất, thần sắc đám người linh, Khê lão tổ và Nghịch Hà tông đều lộ vẻ xúc động. Nhìn lên phía bầu trời, trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng hiện lên ra cảnh tượng năm đó trên chiến trường của linh khê tông cùng huyết khê tông bạch tiểu thuần cũng đã đứng ra lần này hắn có thể làm được sao linh khê lão tổ thì thào nói nhỏ cuộc chiến tranh này đã đến mức độ khiến cho tất cả mọi người mệt mỏi nếu như có thể kết thúc đối với thông thiên cùng man hoang mà nói đều là chuyện may mắn không chỉ là tu sĩ nghịch hà tông suy nghĩ như vậy lúc này toàn bộ chiến trường trên mặt đất ở dưới tiếng gào thét của bạch tiểu thuần tu sĩ hai bên trước rừng chém giết mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên không trung dõi theo bóng người đang lao thẳng đến trời cao tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh khí thế đến cuối cùng toàn thân hắn giống như bốc cháy lên khiến cho trời cao dâng lên sóng văn không ngừng khuếch tán ra âm thanh của bạch tiểu thuần bỗng nhiên vang vọng vần lôi nhân tổ biến trong tiếng nổ lớn, ở trong một tích tắc này thân thể hắn đang lao về phía cuối của trời cao, bỗng nhiên biến hóa, trực tiếp hóa thành kích thước chừng 10 trường. Còn chưa kết thúc theo tốc độ nhanh như tên bắn, hắn lại biến hóa. 20 trường, 30 trường, 40 trường. Thân thể bạch tiểu thuần càng lúc càng lớn. Theo thân thể lớn lên, khí thế của hắn cũng càng lúc càng mạnh, chấn động tất cả những người tận mắt nhìn thấy. Đồng thời, thân thể hắn cũng đã đạt đến kích thước 70 trường. Vân lôi nhân tổ đệ bát biến. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần lại truyền khắp thiên địa. thân thể hắn lại một lần nữa tăng lên từ 70 trượng đến 80 trượng vô cùng cuồng dã vô cùng. Cuồng dã cực hạn, nhưng vẫn còn tiếp tục. 90 trượng, 100 trượng, 111 trượng. Không kết thúc, cho đến khi kích thước đạt tới 120 trượng, 130 trượng. Đến cuối cùng, khi hắn đến gần chiến trường của cự quỷ vương cùng tinh không lão tổ, thân thể hắn hoàn thành biến đổi Vân Lôi Nhân Tổ cuối cùng. Thập nhất biến, tiếng nổ mạnh giống như từ lúc khai thiên lập địa vậy, chấn động thế giới. Đồng thời, thân thể Bạch Tiểu Thuần đạt tới 170 trượng, giống như nhân tổ hạ xuống. Mỗi biến của Vân Lôi Nhân Tổ sẽ cao thêm 10 trượng. Nhập nhất biến chính là 110 trượng, nhưng hai mắt Bạch Tiểu Thuần là do Nhật Nguyệt Trường không quyết chuyển hóa vì vậy từng cái xuất hiện thêm ba biến lực cũng chính là 170 trường. Giờ phút này, tất cả tu vi của hắn bạo phát ra. Trong phút chốc, lực lượng thân thể của hắn cũng được hoàn toàn thể hiện ra, khiến cho toàn thân hắn từ trên xuống dưới, lộ ra huyết quang vô tận. Huyết quang này khiến cho thân thể của hắn, dường như có khoác một lớp áo vậy, thoạt nhìn tràn ngập cảm giác quỷ dị không có cách nào nói rõ được. Hơn nữa, vào giờ phút này dường như toàn thế giới đều run rẩy. Một lực lượng chỉ có bán thần mới có thể cảm nhận được rõ ràng, giống như hạ xuống ở trên người bạch tiểu thuần. Đây là, toàn thế giới tán thành. Đây là, trước lúc đó, chỉ có người canh giữ lăng mộ, minh hoàng cùng thiên tôn mới có thể có. Lực thế giới, thần sắc cự quỷ vương biến hóa. Trong mắt tinh không lão tổ lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt khi trong lòng hai người này đang chấn động thân thể bạch tiểu thuần hơn 100 trượng, đã mang theo khí thế ngập trời, chớp mắt vọt tới. Nhưng lại không có ở bên trong thần thông của của bọn họ, mà trực tiếp xuất hiện ở giữa hai người đang giao chiến. Ngừng tay, thời khắc này nhân tổ biến của bạch tiểu thuần vốn đã cuồng dã. Sau khi xuất hiện, hắn bỗng nhiên gầm khẽ thần sắc cũng lộ ra vẻ giữ tợn. Theo tiếng hô truyền ra, tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên, trực tiếp nắm tay trực tiếp đánh xuống một quyền về phía sông tới vô số ngôi sao thần thông của tinh không bán thần trời cao giống như muốn nổ tung ra tiếng nổ mạnh khiến cho mọi người không thể nghe thấy gì được nữa theo một quyền bạch tiểu thuần của hạ xuống nhấc lên một trận gió lốc lao thẳng đến đập tới vô số ngôi sao trong chớp mắt khi hai bên va chạm từng ngôi sao chấn động lại ở dưới một quyền kia của bạch tiểu thuần tất cả bị cuốn ngược ra thân thể bạch tiểu thuần run rẩy dù sao đối phương cũng là bán thần, nhưng khả năng bất tử huyết của hắn khôi phục khiến cho hắn chỉ trong một lần hít thở tất cả tổn thương chớp mắt đã khôi phục. Một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Dừng tay cho ta, bạch tiểu thuần phát ra tiếng rít gào thứ hai. Tay trái hắn dơ lên, hạ xuống quyền thứ hai về phía vô số bàn tay sương mù màu đen phía bên cự quỷ vương. Đều là gió bão chấn động trời cao, tất cả bàn tay sương mù màu đen đi qua nơi nào sẽ trực tiếp bị xé rách còn chưa kết thúc, hai tay Bạch Tiểu Thuần vung mạnh lên. Ở dưới khả năng khôi phục của bất tử huyết, hắn dường như không gì không làm được, tiếng sấm không ngừng nổ tung ở xung quanh hắn. Hắn cứng rắn dựa vào lực quỷ một người, tách hai đại bán thần ra. Giọng nói của hắn át cả những tiếng nổ vang ở bốn phía xung quanh, lần thứ ba. Vang vọng trong thế gian, đánh vào trong tay của cự quỷ vương cùng tinh không bán thần. Ta bảo các ngươi, ngừng tay, ầm 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 trùng kích càng mãnh liệt hơn, bỗng nhiên bạo phát. Cự quỷ vương vốn đã trọng thương, thần sắc biến hóa. Thần thể hắn liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời tinh không bán thần hít thở dồn dập vi si không thể không lui về phía sau. Cảnh tượng như vậy khiến cho các tu sĩ hai bên ở khắp nơi trên mặt đất đều nín thở. Mặc dù trước bọn họ cảm nhận được sự cường hãn của bạch tiểu thuần nhưng lại không nghĩ tới bạch tiểu thuần này có thể mạnh mẽ đến mức làm cho không người nào có thể tin tưởng được. Cái này, không thể như vậy được. Nguyên thần của Trần Hạ Thiên run rẩy, trong đầu chấn động không ngừng. Trước đó, mặc dù hắn phán đoán Bạch Tiểu Thuần đã là bán thần, nhưng hắn thấy tối đa cũng chính là cùng cấp bậc với Cự Quỷ Vương hoặc là Tinh Không lão tổ. Nếu đơn đả độc đấu có thể không phân thắng bại, nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào làm được. Có thể đồng thời tiếp nhận thần thông của hai đại bán thần, lại có thể lông tóc không tổn hao gì? phải biết rằng ngăn cản hai bán thần chém giết có thể có loại tư cách này tuyệt đối không phải là bán thần tầm thường càng không cần phải nói phương pháp bạch tiểu thuần ngăn cản thô bạo vô cùng bạch trấn tiên cũng hít sâu một hơi thần sắc hoảng sợ càng hiểu rõ bán thần hắn lại càng hiểu được chỗ đáng sợ của bạch tiểu thuần lúc này tại sao có thể như vậy được chỉ là mấy năm không gặp bạch trấn tiên thì thao đầu óc đã hoàn toàn rối loạn các loại tư tưởng phức tạp không ngừng hội tụ, biến trở thành cay đắng. Mặc dù mọi người của nghịch Hà Tông không hiểu rõ nhiều lắm. Nhưng Linh Khê Lão Tổ có thể nhìn ra được, lúc này tâm tư của hắn giống như có sóng thần ngập trời. Bạch Tiểu Thuần có chiến lực bán thần, điều này vốn khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nổi, hiện tại cảnh tượng như vậy, lại càng khiến cho hắn khó mà tin được tất cả những gì vừa xảy ra trước mắt. Chỉ có điều, so với bọn họ, lúc này người chấn động nhất. Lại là cự quỷ vương cùng tinh không bán thần. Nhất là cự quỷ vương. Trong mắt của hắn cũng sắp muốn rơi ra. Hắn chỉ vào bạch tiểu thuần thất thanh mở miệng. Người tiểu tử này, người thế nào lại đột nhiên thay đổi, trở nên cường hãn như vậy? Mặc dù bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông đối với bạch tiểu thuần, không quen thuộc giống như cự quỷ vương, nhưng dù sao bạch tiểu thuần trên danh nghĩa là tu sĩ của tinh không đạo cực tông từ trước đây sau khi bạch tiểu thuần trở thành thiên nhân hắn đã lưu ý lúc này trong lòng hắn dâng lên sóng gió cũng không nhỏ thần sắc nghiêm nghị hắn không khỏi nheo mắt nhìn cẩn thận một hồi bạch tiểu thuần này đột nhiên đi tới một trình độ nhất định phải khiến cho mình coi trọng tốc độ tu hành của đối phương cực nhanh khiến cho trong đầu hắn chấn động vô cùng điều này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thương hắn không phải bán thần đồng tử của tinh không lão tổ chợt co lại mặc dù hắn chấn động nhưng vừa vặn là bán thần ánh mắt cũng vô cùng sắc bén chiến lực của bạch tiểu thuần khiến người ta cảm giác là bán thần nhưng hắn cũng không có thần hồn đây là chỗ mánh khóe lớn nhất không chỉ là tinh không lão tổ nhìn ra rất nhanh cự quỷ vương cũng nhìn ra chỗ có vấn đề nhưng sự phát hiện này chẳng những không có khiến cho chấn động kinh ngạc trong lòng hai người giảm bớt trái lại còn bạo phát ra gấp mấy lần hắn lại còn không phải là bán thần. Thiên nhân đại viên mãn, sao có thể như vậy được? Cả đời này ta đã gặp qua thiên nhân đại viên mãn. Nhưng không có một người nào có thể cường hãn như vậy. Thời điểm tâm tình hai người nổi sóng gió, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lui ra phía sau vài bước lần lượt ôm quyền cúi đầu nhìn về phía cự quỷ vương cùng tinh không lão tổ. Cự quỷ lão ca tinh không lão tổ, không nên lại chiến đấu nữa. Người chết đã đủ nhiều rồi cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên này không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, khổ sở mở miệng, lời hắn nói vừa truyền ra cự quỷ vương cùng tinh không lão tổ đều nhíu mày. Bọn họ không lập tức nói gì. Một lát sau tinh không lão tổ hừ lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã mang theo sự sắc bén. Bạch Đạo Hữu nghịch Hà Tông có thể không tham dự vào trận chiến này. Chuyện này bản tọa có thể làm chủ người dẫn theo nghịch hà tông của ngoi rời khỏi đây. Cuộc chiến tranh này, cho dù ngươi có chiến lực bán thần, nhưng cũng không phải ngươi nói dừng, là có thể dừng lại được. Tình không lão tổ nói những lời này, tuy có chút không khách khí, nhưng nếu là người hiểu hắn, đều có thể nghe ra, đây đã là rất khách khí. Hắn thừa nhận chiến lực của Bạch Tiểu Thuần, làm bán thần lão tổ của Đông Mạch Thông Thiên, hắn có quyền lực đi lệnh cho một tông môn vùng Trung Du không tham dự chiến tranh hắn thấy đây đã là cho bạch tiểu thuần một công đảo thấy bảng dịch gặp lại quý đạo hữu trong movie sau